Alo rồi, một hai ba bốn. Thưa quý vị và các bạn, và trong chương trình tiếng ca nhạc buổi tối ngày hôm nay trên quảng trường sân đấu Cẩm Phả sẽ có sự góp mặt của ngôi sao đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là nam ca sĩ Khánh Phương. Xin quý vị và các bạn cùng ta có tay để nam ca sĩ Khánh Phương trình bày bài phần quen thuộc Chiếc Khăn Gió Ấm. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xin được chào quý vị và các bạn, chúc quý bạn có một mùa xuân an lành, an khang và thịnh vượng nào. Thì đây em hát chung với anh nhá. Anh với kia ở bầu trời, ngày đêm chẳng ngang lại giờ. Và em giờ đây chỉ trong giấc mơ em ngồi. Như mơ hoa phòng, một tay của anh đâu mà nhẹ nhàng hơn cho anh nghe giấc ngủ ngon. Ở bên tay bầu trời, thì hơn cũng rơi hơn. Anh Tân ơi, dặn lên.